Với thông điệp chuyên nghiệp hiệu quả, tháng tri ân khách hàng năm 2018 được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai tại Điện lực 27 tỉnh thành miền Bắc. Các hoạt động sự kiện trong tháng tri ân được thực hiện với mong muốn sẽ tạo ra sự gắn kết, lan tỏa trong cộng đồng, nêu bật được ý nghĩa toàn EVN nói chung và EVN NPC nói riêng. Đó là hướng tới sự phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hiện đại và chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển. Một số chương trình tri ân khách hàng được triển khai thực hiện tại địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, bao gồm gửi lời tri ân khách hàng qua tin nhắn SMS, Zalo, email, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và lưới điện, vệ sinh miễn phí trạm biến áp cho khoảng 1.400 khách hàng lớn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho hơn 130 tuyến đường thôn, ngõ, xóm, v.v. Cũng trong dịp này, EVN NPC sẽ tổ chức hội nghị khách hàng cấp tổng công ty, tổng kết và trao giải gia đình tiết kiệm điện tại các công ty điện lực.